Bộ bàn ghế được bảo hành sau 4 năm sử dụng. Hôm nay quay cho các bác cùng xem về một bộ bàn 10 ghế Louis trên chất liệu là gỗ gõa đỏ. Dạ vâng, với bộ này thì nó có 10 ghế là ghế chính, còn cộng thêm hai chiếc ghế chủ ở hai đầu. Tính ra thì nó là 12 ghế tổng cộng. Sau 4 năm sử dụng thì khách hàng cũng phản ánh với cơ sở bên em có một số những vấn đề như sau, và yêu cầu cơ sở bên em mang về và sơn lại cũng như là hoàn thiện lại cho khách. Đầu tiên thì đây là một bộ bàn khung tranh, và như mọi người thấy rằng bàn khung tranh thì nó luôn luôn là bao gồm khung ngoài và khung trong. Thế thì cái tấm khung bên tranh bên trong này và bên ngoài thì luôn luôn là nó có một cái đường chống giật nằm ở giữa. Sau thời gian sử dụng thì cái đường chống giật này nó có một cái mức độ dao động không đều, có bên to và có bên nhỏ. Thế nên là yêu cầu cơ sở bên em mang về cũng như là cho anh em thợ chạy lại cái đường rãnh này cho nó đều cả hai bên. Và trên bộ bàn ghế này thì cũng có một yêu cầu của khách có yêu cầu cơ sở bên em, đó là khi cái sản phẩm này dùng được trong thời gian dài thì gỗ nó có hiện tượng là súng màu. Cái này thì nó là điều tự nhiên của gỗ gõa đỏ. Nhưng mà vấn đề của nó nằm ở chỗ đó là những cây khi súng màu thì nó sẽ xuống không đều, có chỗ đậm và có chỗ nhạt. Thế thì bác khách cũng có yêu cầu cơ sở bên em là bây giờ mang bộ bàn ghế về coi như là tân trang dọn dẹp lại để cho cái sản phẩm vừa là nó đẹp hơn, nó sạch sẽ hơn. Đồng thời thì cũng có một số những cái lỗi của cơ sở bên em sản xuất chưa có được đạt yêu cầu. Ví dụ như cũng có một số những cái điểm mà nó thật sự là anh em chà nó chưa được nhẵn. Thế nên là 4 năm rồi cũng phải sửa lại nha các bác nhé. Và những cái điểm tiếp xúc của những cái tó cũng như là những cái cột ở đây có những cái điểm mà trong thời gian dài mình sử dụng thì nó cũng có cái độ dao động. Thế thì cơ sở cũng đem về cho anh em già hết lại để cho cái sản phẩm nó đảm bảo một cách tối đa cho khách hàng. Tính ra thì sau 4 năm sử dụng với quý anh chị, sản phẩm thì nó cũng có những cái gọi là lỗi của nhà sản xuất và nó cũng có những cái lỗi của khách hàng sử dụng. Quy trình mình sử dụng sản phẩm thì chắc chắn là nó cũng sẽ có độ hư hao và cũng có cái độ gọi là xây xước các kiểu. Và cũng có một phần trên cái sản phẩm này là cái độ hoàn thiện của cơ sở bên em chưa kỹ. Thế nên thì cơ sở cũng đem bộ bàn ghế này về và hoàn thiện lại cho khách. Và quay như vậy để cho quý anh chị chúng ta xem về một cơ sở bên em làm việc như thế nào và rõ ràng như thế nào trong cái vấn đề đó là bảo hành cũng như là một cái cách để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Với bộ bàn này thì nó cũng là một cái bộ bàn ngoại cỡ như quý anh chị nhé. Mặt bàn của nó thì dài đến là 2m8, nó khá là dài, thiết kế 4 chân lui như thế này. Và nói chung thì sau 4 năm sử dụng thì đánh giá lại sản phẩm và chất gỗ thực sự thì cũng rất là tốt. Nhưng mà sau cái lần bảo hành và bảo trì này thì sản phẩm nó sẽ còn đẹp hơn rất là nhiều. Màu sắc và mọi thứ nó sẽ chỉnh chu hơn. Hẹn gặp lại mọi người trong cái video khi mà sản phẩm nó hoàn thiện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.